Ngày 25 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm về kinh nghiệm trong hoạt động giám sát. Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết, thời gian tới Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cần thêm cơ chế để phối hợp giám sát chính quyền 16 quận không có tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, phường. Khi thực hiện chính quyền đô thị, tránh trùng lắp trong giám sát, giảm áp lực ở cơ sở. Đề cập đến đề án nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân, giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hướng dẫn, cụ thể hóa đề án này để cơ sở tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, hướng dẫn, để cơ sở tham mưu thực hiện tốt luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cũng nhấn mạnh đến việc phải chọn nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm để cấp thành phố và cơ sở cùng thực hiện giám sát. Qua đó góp phần xây dựng được báo cáo có đánh giá tổng thể sát thực tiễn hơn. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ gợi mở, có thể chọn giám sát cải cách hành chính để thực hiện đồng loạt từ cấp thành phố đến tận cơ sở, để qua đó có đánh giá tổng thể về công tác này của thành phố. Nhìn nhận để cán bộ có kinh nghiệm dày dặn làm tốt công tác giám sát là không dễ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, trong công tác cán bộ phải chú trọng đến bố trí, bổ nhiệm cán bộ, đồng thời tăng cường bồi dưỡng, đổi mới phương pháp tập huấn cho cán bộ làm công tác giám sát, nhất là trong xử lý các tình huống cho đội ngũ cán bộ.